trở về ngoại hạng Anh sau khi kết thúc vòng bảng UEFA Europa League rõ ràng với việc chỉ đứng ở vị trí thứ hai tại bảng đấu, không thể khiến cho các Man United hài lòng. Sẽ là rất rủi ro khi mà Manchester United phải đá knockout playoff với một trong 8 đội rơi xuống từ Champions League. Ở mùa giải năm nay, chiếc cúp Europa League được coi là phương án cứu nguy khả thi của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, nếu không thể vô địch thì mục tiêu của The Red Devils chắc chắn là phải quay trở lại UEFA Champions League, cụ thể hơn là nằm trong top 4 đội dẫn đầu tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Ở mùa giải năm ngoái, Man United đã không thể thắng Aston Villa ở cả hai lượt trận nếu chỉ tính riêng tại Premier League, đặc biệt là trận đấu lượt về tại Villa Park, Quỷ Đỏ lúc bấy giờ đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ralf Rangnick. Mặc dù đã vươn lên dẫn trước với hai bàn cách biệt nhưng sự lơ đễnh nơi hàng thủ khiến cho nửa đỏ thành Manchester ngậm ngùi chia điểm với đoàn quân của huấn luyện viên Steven Gerrard. Tuy vậy đó là câu chuyện ở mùa giải trước khi mà giờ đây cả Ralf Rangnick và Steven Gerrard đều không còn là huấn luyện viên của hai đội bóng. Với một chuỗi phong độ nghèo nàn khi chỉ toàn hòa và thua, ban lãnh đạo Aston Villa đã quyết định sa thải huyền thoại của Liverpool và bổ nhiệm Unai Emery tiếp quản chiếc ghế nóng tại đây. Nhưng khi mà cựu huấn luyện viên Arsenal còn chưa kịp ra mắt, ngay sau khi tiếp quản đội bóng, Aston Villa đã phải đối đầu với một đối thủ đang rất lên chân trong thời gian gần đây là Newcastle United. Gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Anh đã nã vào lưới Aston Villa tới 4 bàn không gỡ, thậm chí đội chủ sân Villa Park còn không có nổi một cú sút trúng đích. Huấn luyện viên Unai Emery chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện thành tích của đội bóng. Aston Villa đang gặp rất nhiều vấn đề ở mùa giải này khi họ chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm. Lối chơi đơn điệu cùng với phong độ đi xuống của nhiều trụ cột chính là nguyên nhân khiến đội chủ sân Villa Park đang có một mùa giải vô cùng tệ hại. Điều đó có thể chưa kịp thay đổi bởi vào cuối tuần này, họ sẽ phải đón tiếp Quỷ Đỏ vốn đang dần định hình được lối chơi dưới thời Erik Ten Hag. Manchester United tại mùa giải năm nay không có được một sự khởi đầu thật sự tốt. Sau hai trận thua trước Brighton và Brentford, người hâm mộ bắt đầu dấy lên một làn sóng phản đối ban lãnh đạo đội bóng và có lẽ một mùa giải tồi tệ tiếp tục hiện hữu trước mắt các Man United. Lối chơi rời rạc, hời hợt, thiếu sức sống và không có tính gắn kết là những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag thể hiện ở những trận đấu đầu tiên, đặc biệt khi mà Manchester United đã mang về Old Trafford rất nhiều bản hợp đồng kỷ lục. Sau trận thua đậm với tỷ số 0-4 trước Brentford, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã không giấu nổi sự tức giận. Hôm nay, Brentford đã cho thấy khao khát lớn hơn so với chúng tôi. Chúng tôi để lọt lưới vì những sai lầm cá nhân. Bạn không thể xây dựng một chiến thuật rồi vào trận thì vứt nó và sọt rác. Những tưởng một trận thua đậm trước Liverpool đã được dự báo từ trước, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau trận đấu này. Manchester United chơi cực khay trước lữ đoàn đỏ với một tinh thần chiến đấu hết mình cùng với một đấu pháp hợp lý. Lối chơi của Quỷ Đỏ tiến bộ rõ rệt ở những vòng đấu tiếp theo. Họ thắng liền 3 trận tại Ngoại hạng Anh, trong đó có một chiến thắng với Arsenal đang ở phong độ cao, trước khi phải chịu thất bại khi gặp phải một Man City đang quá hủy diệt. Và có một điều dễ dàng nhận thấy được ở Manchester United ở mùa giải này là họ đã cải thiện được rất nhiều ở khả năng phòng ngự, điểm yếu của chính họ tại mùa giải trước. Từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United, Erik Ten Hag đã cho thấy nhiều thay đổi tích cực trong lối chơi của nửa đỏ thành Manchester khi mang về những nhân tố chất lượng mới. Lisandro Martinez có lẽ là bản hợp đồng thành công nhất của vị huấn luyện viên người Hà Lan cho đến lúc này. Dù cho không sở hữu chiều cao ấn tượng và gặp phải rất nhiều sự ngờ vực khi mới đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh, giải đấu sở hữu nhiều tiền đạo cao to. Tuy nhiên, màn thể hiện của hậu vệ người Argentina đang là vô cùng thuyết phục tại mùa giải năm nay. Bộ đôi Martinez và Varane khiến những Man United cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều so với cặp trung vệ mùa giải trước là Maguire và Lindelof. Dẫu vậy, khả năng chuyển hóa bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford rõ ràng là còn hạn chế. Manchester United thường chỉ thắng với tỷ số tối thiểu khi gặp các đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Ronaldo đã không còn ở độ tuổi cho phép anh có thể độ cả tốc độ và sức mạnh khi đối đầu với những hậu vệ ở Ngoại hạng Anh. Marcus Rashford cũng không phải cái tên có khả năng tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra, dù cho anh đang dần cho thấy hình bóng của mùa giải xuất sắc nhất và đang là đầu tàu của Manchester United. Chẳng thế mà ở cuộc đối đầu với Real Sociedad giữa tuần qua, vị chiến lược gia người Hà Lan đã đưa ra quyết định táo bạo chưa từng có. Ông đưa trung vệ đội trưởng Harry Maguire thi đấu ở vị trí tiền đạo trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Lý giải về quyết định này, Ten Hag cho biết đội bóng của ông gặp vấn đề trong khâu đầu ra bàn thắng. Những phút cuối cùng của trận đấu, ông không còn cách nào khác ngoài việc đẩy trung vệ to cao vào vòng cấm nhằm thực hiện những bài đánh từ bóng bổng. Kết quả thì, như các bạn cũng đã biết, Man United chỉ giành được thắng lợi với cách biệt tối thiểu, còn Ten Hag nhận về hàng ngàn dấu hỏi chấm vì quyết định này. Phần nào đó hãy thông cảm cho Ten Hag bởi ông không còn những lựa chọn nào khác. Trong bối cảnh Sancho và Martial đều gặp chấn thương, sắp xếp Harry Maguire đá tiền đạo là chuyện cực chẳng đã. Chỉ là người ta không biết ông có định tiếp tục sử dụng điều này
khi phải đối đầu với Villa vào cuối tuần hay không. Tổn thất đáng kể nhất của Manchester United ở trận đấu với Aston Villa tới đây có lẽ đến từ hàng tiền vệ, khi mà Bruno Fernandes không thể ra sân thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 5 trong mùa giải ở trận đấu với West Ham. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Manchester United. Khi được hỏi về vấn đề sẽ sử dụng ai để thay thế Bruno Fernandes, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ: "Chúng tôi biết rằng mình phải thay thế Bruno, điều đó rất rõ ràng. Chúng tôi phải xem mình có thể thay thế cậu ấy thế nào và chúng tôi cần phải nghĩ về điều đó. Nó diễn ra quá nhanh sau trận đấu với Real Sociedad. Tôi có một đêm để nghĩ về nó." Ngoài ra, bộ đôi Sancho Martial cũng một lần nữa bỏ ngỏ về khả năng ra sân. Chính bản thân Ten Hag cũng không thể biết được liệu hai cầu thủ của ông có kịp bình phục cho trận đấu vào cuối tuần hay không. Nhưng có một trường hợp chắc chắn, Varane sẽ không thể ra sân ở trận đấu này, để lại một khoảng trống rất lớn ở hàng hậu vệ. Đồng ý là Harry Maguire đã có một trận đấu hay trước West Ham ở vòng đấu vừa rồi, nhưng những gì trung vệ người Anh để lại luôn là một nỗi bất an. Chẳng còn cách nào khác cả, Ten Hag vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò thêm một lần nữa, khi mà Lindelof cũng không đem đến sự yên tâm hơn là bao. Ngoài ra, trả lời phỏng vấn trước trận đấu, ông cũng cho rằng bộ đôi Maguire-Lisandro đã làm tốt nhiệm vụ ở vòng trước với việc giúp Quỷ Đỏ giữ sạch lưới. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy ông vẫn sẽ tin tưởng vào cặp đôi này ở cuộc đối đầu kế tiếp. Vậy nên, bộ tứ vệ của Quỷ Đỏ sẽ không có những sự thay đổi so với lần đón tiếp West Ham vào cuối tuần qua. Vẫn là De Gea, Dalot và Luke Shaw hai bên hành lang cánh và bộ đôi trung vệ Harry Maguire-Lisandro Martinez. Những sự thay đổi lớn nhất sẽ đến từ hàng tiền vệ. Việc Bruno vắng mặt sẽ là cơ hội để Fred có thể vào sân và thể hiện. Hỗ trợ cho anh vẫn là cặp đôi quen thuộc Casemiro và Eriksen. Trong khi ba vị trí trên hàng công sẽ thuộc về Anthony, Ronaldo và Rashford. Trong số này, khả năng ra sân của Anthony vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những tín hiệu tích cực đang cho thấy cầu thủ chạy cánh người Brazil có thể trở lại đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, có lẽ Ten Hag vẫn sẽ tỏ ra thận trọng với tài năng trẻ Alexandro Garnacho, dù cho cậu vừa tỏa sáng rực rỡ ở chuyến hành quân đến Tây Ban Nha giữa tuần qua. Nếu Man United đang trải qua một cuộc khủng hoảng về chấn thương, thì tình cảnh của Aston Villa cũng không hề khá khẩm hơn là bao. Bộ ba Boubacar Camara, Ludwig Augustinsson cùng Diego Carlos vẫn sẽ là những khán giả bất đắc dĩ. Tin mừng với huấn luyện viên Unai Emery là sự trở lại của thủ thành Emiliano Martinez để trở lại sau chấn thương vùng đầu và dự kiến sẽ góp mặt trong đội hình chính để đón tiếp Man United cuối tuần này. Khả năng cao huấn luyện viên người Tây Ban Nha vẫn sẽ duy trì đội hình đã từng xuất phát trong nhiều vòng đấu trước đó. Vẫn sẽ là bộ tứ vệ Martinez, Konsa, Tyrone Mings và Lucas Digne. Trong khi đó, sức tấn công của họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ của Bailly và khả năng cản lướt dứt điểm của Danny Ings. Man United sẽ trở về từ Europa League với rất nhiều những sự ngổn ngang, nhưng thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag buộc phải tạm quên đi điều đó và tập trung tối đa cho cuộc đối đầu này. Cần biết rằng mùa giải năm ngoái, Quỷ Đỏ đã không thắng được Aston Villa ở trên sân nhà và giờ là lúc họ phải xóa đi thành tích đối đầu đáng buồn đó. Không những vậy, Quỷ Đỏ cần phải thắng, thắng vì mục tiêu top 4 của họ. Premier League chuẩn bị bước vào quãng nghỉ trước khi chặng Tourmalet với tất cả những đội bóng bắt đầu. Tích lũy điểm số là mục tiêu tối thượng nếu thầy trò huấn luyện viên ten Hag không muốn chưa kịp bước vào ngã rẽ đã hụt hơi. Cách pre-order tập 2 của chuyện bí ẩn Ozone dễ nhất. Cách 1, pre-order qua quickscan.vn. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà chúng mình đã chia sẻ. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản quickscan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản quickscan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt web có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó, bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa điểm nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được tập 2 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Cách 2, pre-order qua website taqua.vn. Đầu tiên hãy truy cập website taqua.vn theo đường dẫn mà chúng mình chia sẻ. Tại đây bạn có thể ấn vào logo góc phải màn hình để đăng ký tài khoản Taqua thông qua Facebook hoặc Gmail. Bạn cũng hoàn toàn có thể đăng ký bằng những thông tin cá nhân của mình theo hướng dẫn tại đây nhé. Sau đó bạn hãy chọn ngay phần cửa hàng góc trên cùng để có thể truy cập vào hệ thống cửa hàng của Bí ẩn Ozone. Tại đây bạn có thể chọn mục truyện để order tập 1 của Bí ẩn Ozone và tất nhiên bạn cũng có thể pre-order ngay tập 2 của Bí ẩn Ozone tại đây bằng cách ấn vào cuốn truyện bạn muốn sở hữu. Bạn có thể lựa chọn số lượng mong muốn ngay tại đây, sau đó chọn mua ngay để có thể tiến hành thanh toán.
hãy điền những thông tin cá nhân của bản thân để có thể nhận được sản phẩm một cách nhanh nhất. Bạn có thể thanh toán qua hệ thống VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng nhé. Đặc biệt mọi người đừng quên, nếu pre-order tập 2 của bộ truyện Bí ẩn Ozone từ ngay bây giờ thì bạn sẽ nhận được tấm lịch World Cup 2022 độc quyền từ Taqua nhé. Chúc mọi người thành công!